Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video lần trước thì mình có ngồi xuống và chia sẻ với các bạn những cái điều mà mình cực kỳ ghét trong ngành khách sạn. Chính vì thế trong video ngày hôm nay mình sẽ ngồi xuống đây và chia sẻ với các bạn những cái điều mà mình rất thích trong ngành khách sạn để các bạn có được cái nhìn tổng quát hơn về cái ngành này. Và nếu các bạn chưa biết về cái background của mình ý, thì hiện tại mình vừa mới hoàn thành năm 2 của trường Blue Mountain International Hotel Management School tại Úc và cái chương trình mình học là Bachelor of Business International Hotel and Resort Management. Thì cái trường của mình, để các bạn hiểu rõ hơn ý, thì nó là trường hotel school chứ nó không phải là university. Nghĩa là cái trường của mình nó sẽ đào tạo nhiều hơn về mặt là kỹ năng thực hành thay vì là cái tính hàn lâm của university. Tuy nhiên là cái đầu ra của mình vẫn là bằng cử nhân. Chính vì thế những cái điều mà mình chia sẻ trong cái video này ý, thì nó mang tính chất trải nghiệm của một người học trong trường hotel school, là trường khách sạn, thay vì là học một cái chương trình đào tạo về quản trị khách sạn trong trường đại học. Và nếu các bạn đã sẵn sàng thì chúng mình hãy cùng bắt đầu cái video này nhé. Mình sẽ chia cái video này thành 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, ở phần thứ nhất mình sẽ chia sẻ về cái chương trình học. Nội dung thứ hai mình sẽ chia sẻ về cái con đường sự nghiệp, rồi cái cơ hội việc làm sau khi bạn tốt nghiệp. Và phần thứ ba mình sẽ chia sẻ về cuộc sống sinh viên của mình tại một trường khách sạn. Thì cái điều đầu tiên mà mình cực thích ở ngành này đấy chính là chương trình học nó ngắn. Bởi vì là bật mí nho nhỏ cho các bạn ý, là mình có khả năng tốt nghiệp vào năm mình 19 tuổi. Thì để giải thích cho cái việc này ý, thì là chương trình học của chúng mình chỉ kéo dài trong vòng 2 năm rưỡi. Mà chưa kể là trường mình có chấp nhận cho mình được đi học sớm. Nghĩa là mình tốt nghiệp hết lớp 11 thì mình đã sang Úc và mình học một cái khóa học ngắn hạn khoảng 6 tháng. Rồi sau đấy mình tròn 18 tuổi thì mình đã bắt đầu ngay vào chương trình đại học. Và khi mà mình bắt đầu học đại học ý, thì các bạn đồng trang lứa của mình, các bạn vẫn đang học lớp 12. Chính vì thế là mình bắt đầu đại học sớm. Chưa kể là chỉ có 2 năm rưỡi thôi thì mình sẽ rất là nhanh chóng có thể tốt nghiệp và ra trường. Nếu mà bạn nào mà kiểu thích đi học và kiểu thích kiểu học đại học kiểu không muốn rời cái quá trình đi học ấy thì đây không phải ngành cho bạn. Nhưng nếu mà bạn là người mà muốn nhanh nhanh có cái tấm bằng cử nhân để có thể ra trường tốt nghiệp đi làm kiếm tiền trả nợ bố mẹ giống như mình thì đây là ngành phù hợp cho bạn vì mình rất thích cái điều này. Cái điều thứ hai mà mình thích ở cái chương trình học ấy là nó có rất nhiều kỳ thực tập. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng biết là tiền và kinh nghiệm là cái thứ mà ai cũng muốn có, phải không nào? Đối với cái chương trình học của mình ý, thì nó kéo dài trong vòng 2 năm rưỡi. Và thực chất trong 2 năm rưỡi này thì mình có tới tận 1 năm chỉ có đi thực tập. Và kỳ thực tập của mình sẽ chia làm 2 kỳ, mỗi kỳ 6 tháng. Thì bên cạnh trường mình ý, thì mình nghiên cứu các trường hotel school khác thì nó cũng hầu hết cung cấp cho bạn là 2 kỳ thực tập. Và hầu hết tất cả những cái kỳ thực tập này đều là những kỳ thực tập hưởng lương. Đây là cái điều khác biệt giữa ngành khách sạn và những cái kỳ thực tập của những cái ngành khác. Bởi vì theo mình biết thì các cái ngành khác hầu hết nó kỳ thực tập nó đều là kỳ thực tập không lương, còn đây sẽ là bạn có lương. Cái điều thứ ba mà mình siêu thích ở cái chương trình học đấy chính là mình thấy nó rất là thực tế và nó rất là thú vị. Nói đến đây ý, mà bạn nào đã xem cái video trước ý, thì các bạn sẽ bảo là ôi bạn này hai mặt thế, bạn này lật mặt nhanh thế, video hôm trước vừa mới chửi với bảo là ôi dồi học ngành này chán lắm mà bây giờ đã bảo nó thực tế với thú vị. Thì để mình giải thích cho các bạn nhé, là trường mình sẽ chia làm 2 nhóm môn. Nhóm môn thứ nhất là nhóm môn lý thuyết và nhóm môn thứ hai là nhóm môn thực hành. Đối với những môn lý thuyết ý, thì như mình đã ném đá từ trước là mình thấy nó không hữu dụng và mình không thấy nó thú vị cho lắm. Nhưng đối với nhóm môn thực hành ý, thì thật sự đây là cái điều mà khiến cái ngành khách sạn trở nên khác so với các nhóm ngành khác. Bởi vì là những cái môn thực hành ở ngành khách sạn nó rất là thực tế và nó rất là thú vị, kiểu nó hay lắm ấy, kiểu nó khiến mình cảm thấy sang hơn khi mình vào nhà hàng và khách sạn. Bởi vì là như trường mình là trường mình sẽ có 4 môn thực hành. Môn bao gồm là back of house, front of house, reception là kiểu front office và housekeeping. Thì đối với cả front of house nghĩa là bạn làm trong nhà hàng ấy, thì bạn sẽ phải học cách phục vụ fine dining, học cách phục vụ trong nhà hàng sang trọng, học cách bày trí bàn này, học cách thử rượu, nếm rượu, thử bia, thử trà, thử cup coffee. Xong rồi bạn sẽ được cách học cách mở rượu, bạn được học cách pha chế rượu, rồi học cách làm coffee. Nói chung là nó có tí những cái thứ thú vị trong nhà hàng. Và cái điều này khiến mình cảm thấy là wow, kiểu mình vào nhà hàng kiểu mình cảm thấy sang hơn ấy. Đối với cả back of house thì mình sẽ được làm việc trong kitchen, làm việc trong bếp với cả chef. Thì mình sẽ được là cắt thái này, mình học cách nào để cắt mà không cắt tay mà cắt lại cắt nhanh hơn. Đối với các housekeeping thì chúng mình sẽ phải đi dọn phòng của người khác, rồi làm việc ở dưới laundry. Đối với các ở reception thì chúng mình sẽ học check in, check out khách, rồi học cách là complaint handling, học cách là upselling, những cái dịch vụ trong khách sạn. Nói chung mấy cái từ đấy mình sẽ dịch ở đây nhé, kiểu mình không biết dịch sang tiếng Việt nó như thế nào, không các bạn lại bảo là mình chém tiếng Anh. Thì đối với bản thân mình ý, những cái nhóm môn thực hành này nó rất rất là thú vị và nó không nhàm chán như việc là bạn ngồi trên lớp và nghe giảng. Và những cái môn thực hành này không những là nó thú vị mà nó còn rất là thực tế, bởi vì là khi mà mình đi thực tập thì mình cảm thấy là trường đã chuẩn bị cho mình cũng kha khá đủ những cái kỹ năng cứng để mình có thể bắt đầu cái công việc của mình trong ngành khách sạn. Cái điều thứ tư mà mình thích ý, đấy chính là đầu vào thấp. Cái này cũng không liên quan đến chương trình học lắm, ừ nhưng thôi cứ nói nhá. Thì đại loại là mình hiểu là
ở đâu cũng sẽ có người giỏi người kém. Thế nhưng mà mình nghĩ là nhìn chung ngành khách sạn là một ngành đầu vào khá là thấp, bởi vì ngay cả khi mà mình apply ấy, hồ sơ mình cũng không phải là quá là lung linh đâu. Thế nhưng mà mình apply thì cô mới bảo là ô điểm như thế này, hồ sơ như thế này, tại sao cháu lại chọn ngành này, tại ngành này không cần hồ sơ đẹp đến thế này. Thế nên là mình thì mình vẫn nghĩ là cái ngành này là một cái ngành mà có tính cạnh tranh không quá là cao. Và khi mà tính cạnh tranh không cao ấy, thì nếu bạn thật sự là người có năng lực và bạn cố gắng ấy, thì bạn sẽ rất rất là dễ dàng nổi bật. Và khi mà bạn trở nên nổi bật thì bạn có rất nhiều cơ hội đến với bạn một cách dễ dàng hơn, và bạn cũng sẽ rất là dễ dàng để dẫn đầu trong cái quá trình mà bạn đi học. Trong cái phần sự nghiệp này thì cái điều đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đấy chính là nó có rất nhiều cơ hội việc làm. Thì cái lý do đầu tiên đấy chính là ngành khách sạn, du lịch, nhà hàng sẽ ngày càng phát triển, bởi vì đơn thuần là nền kinh tế nó càng phát triển thì người ta sẽ càng có nhiều tiền dư ra để người ta có thể đi du lịch, người ta có thể ở khách sạn và có thể ăn ở nhà hàng. Thì nếu mà các bạn muốn biết chi tiết hơn thì cứ lên Google và research, nó sẽ ra hàng loạt số liệu về cái tốc độ phát triển của cái ngành này. Chính vì thế bạn sẽ luôn luôn có rất nhiều cơ hội việc làm. Cái lý do thứ hai đấy chính là cái ngành này là một cái ngành khá là labor intensive, nghĩa là nó cần rất nhiều nhân lực. Vì mình vẫn tin rằng là ngành khách sạn là một cái ngành mà khá là khó bị thay thế bởi máy móc cũng như là robot, bởi vì cốt lõi của ngành này thì chính là customer service và là customer interaction. Chính vì thế nó rất là cần con người để tạo ra được cái interaction với cả customer. Và cái lý do thứ ba đấy chính là cái ngành này có cái labor turnover khá là cao, nghĩa là người ta sẽ rất rất là dễ dàng nghỉ việc và đi ra chỗ khác. Chính vì thế khi mà có một người nghỉ việc thì sẽ có một vị trí trống để bạn có thể nhảy vào. Và cái điều đặc biệt nữa ở ngành khách sạn đấy chính là bạn sẽ có cơ hội gọi là cross training giữa các cái bộ phận khác nhau. Nếu bạn là người có năng lực ấy, thì bạn hoàn toàn có thể lên gặp manager của một cái bộ phận khác và bạn ngỏ lời muốn cross train sang một cái bộ phận khác, thì như thế bạn cũng có thể được trải nghiệm những cái vị trí khác nhau. Và không chỉ đơn giản là có rất nhiều cơ hội việc làm sau khi bạn tốt nghiệp, mà nó còn có rất nhiều cơ hội việc làm trong quá trình bạn đi học và kiếm việc part time. Bởi vì là khi mà du học sinh ấy mà kiếm việc part time thì hầu hết sẽ kiếm việc trong nhóm ngành dịch vụ. Và đặc biệt khi bạn đang học trong hotel school, bạn đang học một cái bằng mà nó dạy bạn về customer service và dạy bạn về những cái kỹ năng về phục vụ ấy, thì đương nhiên là khi bạn đi xin việc bạn sẽ có lợi thế. Chính vì thế đối với bản thân mình ấy, một khi mà bạn đã nỗ lực và bạn có năng lực ấy, thì việc đi xin việc làm trong quá trình bạn đi học và khi mà bạn đang học trong trường khách sạn nó khá là dễ, và thường là bạn sẽ kiếm được việc. Cái điều thứ hai mà mình thích ở trong cái phần sự nghiệp này đấy chính là nó khá là năng động. Rồi nói đến đây các bạn lại bảo là trời ơi, video trước vừa mới bảo là dập khuôn xong video này nói là năng động. Thì mình sẽ giải thích cái từ năng động ở đây nhá. Cái từ năng động ở đây thứ nhất ý, là khi mà bạn làm trong cái ngành này ý, thì bạn sẽ hạn chế cái việc là bạn ngồi trước cái máy tính và ngồi cả ngày 8 tiếng chỉ có ngồi trước cái máy tính và làm việc với cái máy tính. Vì cái ngành này sẽ đòi hỏi bạn phải chạy loanh quanh đi đây đi đó, nói chuyện với đồng nghiệp rồi nói chuyện với khách hàng. Nói chung là nó năng động theo kiểu là bạn phải nói, bạn phải hoạt ngôn và bạn kiểu phải loanh quanh chạy loanh quanh á. Cái định nghĩa thứ hai của vấn đề năng động ấy đấy chính là nó khá là có nhiều cơ hội và bạn được trải nghiệm rất là nhiều. Bạn không những là được trải nghiệm nhiều các cái bộ phận khác nhau mà đồng thời là bạn cũng sẽ có rất nhiều cơ hội để được đi đây đi đó, được đi đến khắp mọi nơi trên thế giới. Thì đây là cái điều mà khá là obvious ở cái ngành này, bởi vì bạn có thể làm ở một cái khách sạn nhưng sau đấy nó sẽ chuyển bạn đi các cái nước khác nhau. Và kỳ thực tập này bạn có thể làm ở thành phố nhưng kỳ thực sau bạn có thể lên đảo hoặc là lên núi hoặc là đi sa mạc, đấy là tùy bạn. Thế nên là mình thấy nó khá là năng động trong cái vấn đề là bạn lựa chọn cơ hội việc làm cũng như là cái địa điểm mà bạn sẽ đi làm. Cái năng động thứ ba ấy, đấy chính là cho dù cái công việc này nó có lặp đi lặp lại nhưng mỗi ngày, một ngày mới bạn sẽ phải đối mặt với những cái thứ bất thình lình nó xảy ra và bạn sẽ luôn luôn phải là một người khá là flexible trong cái quá trình bạn làm việc. Bởi vì bạn hiểu là khi mà bạn làm việc với các khách hàng ấy thì khách hàng của bạn nó là mẹ thiên hạ rồi, nó đòi hỏi cái gì chả được và nó sẽ đòi hỏi những cái thứ trời ơi đất hỡi trên trời nó rơi xuống. Và ông A thì đòi cái thứ A, bà B bà đòi thứ B và mỗi ngày nó là một cái complaint khác nhau, mỗi ngày nó là một cái yêu cầu khác nhau mà bạn sẽ kiểu phải rất là flexible để bạn có thể giải quyết và đưa ra những cái solution mới. Chính vì thế cho dù công việc nó có lặp đi lặp lại thì mỗi ngày bạn sẽ phải luôn luôn phải động não và vặn hết cái trí óc này để bạn có thể nghĩ ra được những cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề mà bạn gặp phải trong công việc. Thì đấy là cái định nghĩa năng động thứ ba của mình. Cái điều tiếp theo mà mình thích trong ngành khách sạn đấy chính là nó đào tạo và rèn luyện cho mình những cái kỹ năng mềm mà bản thân mình nghĩ là ngành nào nó cũng cần. Và cho dù trong tương lai mình có đi đâu, mình có là ai, mình có làm gì thì những cái kỹ năng mềm mà ngành khách sạn nó đã đào tạo và rèn giũa cho mình trong quá trình mình học và quá trình mình làm ấy, mình đầu tiên là nó sẽ giúp ích mình trong tương lai. Vì đầu tiên ấy, cái mà ngành khách sạn dạy cho mình đấy chính là cái tác phong, cái tư thế và cái appearance, cái trang phục rồi đầu tóc làm thế nào để nhìn cho nó thật sự là chuyên nghiệp. Rồi nó dạy cho mình cách làm thế nào để communicate hiệu quả, bởi vì là trong khách sạn không chỉ đơn giản là bạn phải giao tiếp với các khách hàng mà bạn còn phải giao tiếp với cả đồng nghiệp rồi giao tiếp với các bộ phận khác nhau. Thế nên là cái kỹ năng này cũng rất là quan trọng. Rồi kỹ năng team working, vì trong khách sạn ấy không chỉ đơn giản là bạn giải quyết một cái project cùng nhau mà đây là kiểu thật sự phải làm để vượt qua được một cái ship cùng nhau. Thế nên là team working trong ngành khách sạn nó cũng rất là quan trọng. Rồi sau đấy là ôi nhiều kỹ năng quá mình không thể kể hết được ấy.
Mình sẽ làm một cái video khác về những cái kỹ năng mà ngành khách sạn đã dạy mình, mà ngành nào cũng cần, chứ còn ngồi đây kể thì chắc là đến sáng mai mất. Cái phần cuối cùng này là mình sẽ nói về cái cuộc sống sinh viên của mình. Và phần này lưu ý một chút là nó sẽ khá là đặc thù cho riêng trường mình, là trường Blue Mountain International Hotel Management School. Tại vì là bản thân trường mình là yêu cầu 100% học sinh phải ở trên campus, nghĩa là chúng mình ở gọi là gì, nội trú. Thì tất cả chúng mình đều kiểu sinh hoạt cùng nhau, sinh hoạt 24 trên 7 cùng nhau, ăn ngủ nghỉ ở cùng nhau. Thế nên là cái này nó sẽ khá là đặc thù cho trường mình lưu ý như thế. Cái điều mà mình siêu siêu thích ở trường mình đấy chính là cái cuộc sống campus nó rất là vui và nó rất là thân thiết. Bởi vì là khi mà học sinh đã phải ở với nhau 24 trên 7 ấy, thì chúng mình gần như là quen tất cả mọi người, kiểu gần như trong trường kiểu như kiểu một cái gia đình với nhau luôn ý. Kiểu đấy là mình cảm thấy thế. Mình cũng lưu ý là có những bạn không thích cái cuộc sống campus này, thế nên là các bạn cũng cần phải nghe từ nhiều chiều. Nhưng đối với bản thân mình thì cuộc sống campus nó là cái quá trình tuyệt vời nhất và đáng nhớ nhất trong toàn bộ cái thời gian mà mình đã đi học. Bởi vì là campus thì vui buồn có nhau, rồi mình tổ chức sinh nhật cho nhau, mình sẽ có những cái hoạt động chung với nhau, rồi có những cái thử thách. Nói chung là nó là một thứ rất là thú vị và nó sẽ khiến bạn cảm thấy là việc học nó đỡ nhàm chán hơn. Và không chỉ đơn giản là bạn gần gũi thân thiết với cả các bạn của bạn, mà bạn còn tạo ra được một cái mối quan hệ rất là thân thiết với cả giáo viên cũng như là instructor. Bởi vì là trường mình nó cũng khá là nhỏ, mỗi một kỳ sẽ chỉ khoảng có 200-300 học sinh trên trường ấy. Thế nên là mình cảm giác là instructor và học sinh cũng như là giáo viên rất là thân với nhau. Và với bản thân mình ấy, mình cảm giác instructor như kiểu bố mẹ của mình ấy, kiểu mình có chuyện gì buồn, mình có chuyện gì vui, mình ra mình kể hết. Mình ghét ai mình cũng ra mình kể với instructor. Và cả đời mình cảm giác là mình chưa bao giờ mình thân với cả giáo viên của mình như là mình đã từng ở trên campus. Cái điều cuối cùng của cái video này mà mình thích đấy chính là cái môi trường sống trên campus nó khá là giống môi trường trong khách sạn. Để mình giải thích rõ hơn nhá, thì trường mình ý, mình cảm giác là nó xây dựng mô phỏng trên một cái khách sạn. Có nghĩa là phòng cho dù nó không phải là tiêu chuẩn 5 sao nhưng nó cũng có những cái standard nhất định. Rồi trường mình sẽ có rất nhiều những cái thể loại nhà hàng khác nhau. Chúng mình có buffet, chúng mình có a la carte, chúng mình có fine dining. Và đặc biệt là gần như là học sinh trường mình run cái trường, run những cái service trong trường ấy. Ví dụ như là bạn nào mà có ship của front of house thì bạn ấy sẽ phải phục vụ trong nhà hàng. Bạn nào có ship của kitchen thì bạn ấy sẽ phải là người nấu nướng rồi là người rửa bát. Bạn nào có ship của housekeeping sẽ phải đi dọn phòng cho người khác. Hoặc có ship của reception thì sẽ phải check in check out, nghĩa là hàng tuần bọn mình sẽ được phân ra một cái ngày mà bọn mình sẽ phải đến front office để check in check out, để các bạn ấy được thực tập cái môn check in check out. Còn gì nữa không nhỉ? Với cả ấy là trường mình cho dù bạn không có lớp ấy mà bạn chỉ muốn đi học thôi ấy, thì bạn cũng sẽ phải đi ra, kiểu bạn một khi bạn bước ra khỏi phòng ấy là bạn sẽ phải mặc đồng phục rồi có name badge đàng hoàng. Thì cái điều này mình biết là rất nhiều người ghét, nhưng bản thân mình thì mình thấy rất là thú vị và nó rất là hay. Bởi vì một khi mình mở mắt ra là mình sẽ phải đi vào đúng cái tác phong chuyên nghiệp của ngành khách sạn. Và cái điều này mình thấy nó rất là giúp ích mình khi mà mình đi vào industry, vì mình luôn luôn có giữ được cái tác phong mà mình đã rèn luyện trong suốt 2 năm mình ở trường. Cuối cùng thì cái video ngày hôm nay đến đây cũng kết thúc. Thì mình lúc đầu ấy, cái hôm mà mình làm cái video mà những điều mình ghét trong ngành khách sạn ấy, thì mình thấy là ôi mình nghĩ là mình chọn sai ngành. Nhưng đến lúc mà mình ngồi xuống và mình quay cái video là những điều mình thích trong ngành khách sạn, thì thật sự ngành này nó vẫn là một ngành khá là thú vị và khá là đáng để thử. Thế nên là mình thì bản thân mình là bây giờ mình cũng không nuối tiếc gì nữa. Bởi vì là trong một cái ngành nào đấy thì luôn luôn có những cái hay và có những cái dở. Chính vì thế mình thật sự muốn chia sẻ với các bạn cả hai cái video này, để các bạn có được cái nhìn toàn diện hơn về cái ngành này trước khi bạn gửi gắm cái tuổi thanh xuân của mình vào trong cái ngành này. Và nếu mà bạn cảm thấy hứng thú với chủ đề này thì cứ bảo mình để mình quay tiếp video về chủ đề ngành khách sạn. Và nếu mà các bạn thích thì cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, share. Nói chung là các bạn biết nhiệm vụ rồi đấy. Và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!